Sao thế? Ai biết được, đang đi bình thường. Thế ở đâu? Ở ngay đầu làng ấy. Đi đứng kiểu gì không biết. Đâu đây? Đi thế nào xòe ngay đầu làng kìa. Để tôi đi cùng mày. Thôi, ở nhà có gì em gọi. Sao lại thế này? Đỡ đâu em ơi. Ủa, quá thật rồi. Sao không? Không sao. Nhưng mà hỏng xe máy rồi. Người không lo thì lo cái xe máy. Bảo rồi, đi từ từ thôi. Nhanh chậm thì dăm 10 phút mà. Đang làm mà trả về. Mai lại còn được nghỉ nữa. Phóng cứ vù vù ấy. Em đi bình thường ý. Cái gốc cây tự nhiên nó mọc giữa đường, tránh không được bị ngã. Mắt cứ trợn lên những gốc cây nào mọc giữa đường. Vâng. Thôi, lên trạm xá, nhanh khẩn trương. Đau tí thôi. Ôi trời, em đến cũng đỡ hơn rồi. Cô chắc là không sao không? Không sao. Nào, đứng lên. Nào. Nhưng cái xe nó sao? Rồi ôi, cái xe vứt ra đầu làng dây rưỡi là xong nhá, không phải lăn tăn. À. Ui giật mình. Ôi. Khổ quá thật rồi. Sai à? Khả năng phải đi trạm xá em ạ. Đưa em làm cho. Làm được không? Mất thời gian, tốn tiền. Mỗi vết sượng bé tí. Tiền tiêu vào người lại kêu tốn. Mà đây em thấy mỗi đau chân thôi nhá. Những người ngợ mọc đầu em đập đất có vấn đề thì làm sao? Đầu óc vợ anh hoàn toàn bình thường. Thì ai nói gì đâu mà. Đã bảo rồi, làm khu công nghiệp cũ cũng được. Thế cứ đòi lên thành phố cơ. Nhưng làm đây lương cao hơn hẳn mà. Mệt quá, chắc không sang ăn đâu. Bố nó cứ qua anh mến, rồi vứt cái xe của em đi sửa, mang đi làm. Từ mai nghỉ. Mai em phải tăng ca. Nhớ cô Chí quán cố phi về. Bố nói làm sao? Cố chịu đi. Sáng tuần nhá. Con lần nào cũng như lần nào. Sáng tuần thì sáng năm không biết đấy cơ.